Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Ánh trăng thanh khiết dịu hiền lắng trong yêu thương tròn đầy cho nhân gian nắng hồng thắm tươi, thế gian ngát hương đạo vàng, lá xanh xanh thẳm đất trời, núi sông reo vui thái hòa. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nén hương vô ý tâm thành kính dâng lên mẹ trăng tỏa sáng trong lòng cho ta thấy chân hạnh phúc. Mẹ từ bi, mẹ Quán Thế Âm, ngành dương liễu cam lộ chở che, vòng ngoan khiên nghiệp chướng Quán Thế Âm.
Long trọng cử hành tổ chức pháp hội Vô Lượng Thọ và đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Âm diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh và tràn đầy tình đạo vị. Thưa quý vị, với pháp hội Nhân Duyên Thù Thắng năm 2015 tại thung lũng Hoa Vàng San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, đặc biệt rất là đầy đủ nhân duyên được chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni từ các tiểu bang cũng như ở tại San Jose đến đây tham dự. Và quý vị nhiệt liệt cho một tràng pháo tay. Thưa quý vị, không những chư tôn đức tăng ni ở tại nước Mỹ đến đây để tham dự, mà còn các nước trên thế giới và đặc biệt 6 nước trên thế giới về đây để tham dự. Và với pháp hội này, số lượng chính xác đăng ký là 1.320 người. Quý vị nhiệt liệt cho một tràng pháo tay. Thưa quý vị, với một nhân duyên thù thắng, chúng tôi vô cùng cảm động với tấm lòng của những Phật tử khi nghe chúng tôi là Đại Đức Thích Giác Nhàn mở pháp hội Vô Lượng Thọ và đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Âm từ 31 tháng 7, 1 tây tháng 8 và 2 tây tháng 8 năm 2015 tại San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, thì những vị này khăn gói lên đường từ ở những nước phương xa đến đây làm chúng tôi vô cùng cảm động. Và giờ đây từng nước có những lẵng hoa tươi thắm rất là trang nghiêm, thanh tịnh dâng lên cúng dường pháp hội. Quý vị nhiệt liệt cho một tràng pháo tay. Đất nước Việt Nam thân yêu, những người Phật tử có lòng ngưỡng mộ quý kính trong 20 năm hoằng pháp tại quê nhà, hôm nay cũng có mặt tại pháp hội, xin trân trọng kính mời những vị Phật tử ở tại Việt Nam đại diện cho nước nhà của mình
mang lẵng hoa lên trên cúng dường cho Tam Bảo. Quý vị nhiệt liệt cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài. Và đây là lẵng hoa tươi thắm bằng tất cả tấm lòng từ đất nước Việt Nam thân yêu, mang đến là thung lũng hoa vàng San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Xin cúng dường Pháp Hội Vô Lượng Thọ và đảnh lễ Ngũ Bách Danh. Thưa quý vị, kỷ niệm mà rất kỷ niệm nhiều năm mà khi giác nhàn ở tại quê nhà để xưởng dương và hoàn truyền pháp môn Tịnh Độ, và đặc biệt tổ chức lễ viếng Quan Âm 12 lần ở chùa Đại Tùng Lâm, thì hai vị này không khi nào vắng mặt. Là những người hộ pháp rất chân tình khi thầy đến hải ngoại để hoằng pháp, đem pháp môn Tịnh Độ cho những người Phật tử kiều bào xa quê hương. Những vị này cũng nói góp sang nơi này để tham dự. A Di Đà Phật. Thêm thế nữa thì đất nước Anh Quốc số lượng người cũng khá đông, và cũng đem bằng tất cả tấm lòng của mình đại diện cho đất nước Anh, cũng có lẵng hoa tươi thắm dâng cúng dường lên Pháp Hội Vô Lượng Thọ. Xin trân trọng kính mời cô Trang và cô Vân. Thưa quý vị, đây là lẵng hoa của đất nước Anh Quốc thân yêu, đã đến thung lũng hoa vàng San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, xin cúng dường dâng lên Pháp Hội nhân ngày khai mạc là ngày 31 tháng 7 năm 2015. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài. Thưa quý vị, đây là những vị Phật tử đại diện cho nhiều người khi đặt chân đến Hoa Kỳ, và đại diện cho một số quý Phật tử ở tại nước Anh, mang tất cả tấm lòng chân tình của mình trong nhiều năm qua, được xem đĩa của giác nhàn trên trang web vô lượng thọ.vn, và hôm nay đến đất nước Mỹ để chiêm ngưỡng dung nhan. Không những chiêm ngưỡng dung nhan giác nhàn mà chiêm ngưỡng dung nhan chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử, quý vị Phật tử cho một tràng pháo tay. Thưa quý vị, ngoài đất nước Anh còn thêm một châu lục rất quan trọng, đó là châu Úc. Đất nước Úc là một đất nước mà chúng tôi đã đến năm 2012 hoằng pháp tại nơi Melbourne, Sydney, Perth, và gặp rất nhiều người Phật tử hưởng ứng vì tâm tình này. Khi quý Phật tử nghe chúng tôi đến San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ mở pháp hội 3 ngày, cũng có lẵng hoa tươi thắm xin cúng dường pháp hội. Đây là những tấm lòng quý Phật tử làm chúng tôi vô cùng cảm động. Quý Phật tử cho những tràng pháo tay liên tục không gián đoạn để đón chào đất nước Úc từ phương xa ngàn dặm, bằng tất cả tấm lòng đem những lẵng hoa tươi thắm của mình đại diện cho đất nước Úc, là một châu lục rất khá ư là quan trọng. Quý vị thấy đất nước Úc lẵng hoa tươi thắm đẹp không ạ? Và thưa quý vị,
Sở dĩ hôm nay Pháp hội được thành lập tại miền Bắc Cali, Hoa Kỳ phần nhiều cũng nhờ những vị Phật tử tại nơi địa phương, và đặc biệt quý Phật tử này đã chung vai gánh sức trong nhiều tháng qua, tức là 3 tháng rưỡi chúng tôi đặt chân đến đây. Những người Phật tử này là đại diện cho nước nhà, đó là những vị Phật tử ở tại San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, có lãng hoa từ thấm xin dâng cúng dường lên Pháp hội Vô Lượng Thọ và Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Quý Phật tử cho một tràng pháo tay cho quý Phật tử tại San Jose, thung lũng hoa vàng, đăng cai tổ chức Pháp hội, cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài. Thưa quý vị, đây là hai vị Phật tử, một vị là phát tâm cúng dường hoa cho toàn Pháp hội, và gương mặt rất quen thuộc đó là Phật tử Diệu Trang, vợ của Minh Dương, rất quen thuộc. Và khi chiếc đĩa này được làm ra, chắc chắn là vài chục ngàn người được xem cái Pháp hội Vô Lượng Thọ và Ngũ Bách Danh của Đại Đức Thích Giác Nhàn, được Phật tử ở San Jose nhiệt tình hưởng ứng và tổ chức thành lập Pháp hội. Quý vị nhìn thấy cái trang nghiêm không ạ? Trang nghiêm. Hôm nay Giác Nhàn dành cái khoảng khắc không gian và thời gian hơn 3 tháng qua để nói lên tâm tư bằng tất cả tấm lòng của mình khi thấy quý Phật tử nhiệt tình hưởng ứng để tổ chức một cái pháp hội ở hải ngoại. Trong lòng của Thầy cảm xúc dâng trào rất lớn. Và đặc biệt đất nước lân cận với đất nước Mỹ, đó là Canada, cũng có quý sư cô, quý Phật tử dâng lãng hoa tươi thắm cúng dường cho Pháp hội. Chúng ta trân trọng những tấm lòng từ đất nước bạn gần kề làm lãng hoa rất tươi thắm và rất ý nghĩa từ đất nước Canada sang đây. Chúng ta cho một chàng pháo tay nói thật lớn thật dài. Thưa quý vị, đất nước Canada là một kỷ niệm khó quên. Chúng tôi đã đặt chân hai lần, năm 2011 và năm 2014 vừa qua, đã hoằng pháp trong những tiểu bang Vancouver, Calgary, Montreal, Toronto. Còn một đất nước nữa cũng dâng lãng hoa tươi thắm cúng dường là một đất nước Iceland, một bán đảo nhỏ. Xin vợ chồng giữa ông Đức Trí và Liên An dâng lãng hoa tươi thắm cúng dường Pháp hội từ một tiểu bang lạnh, xứ lạnh tình nồng, mang lãng hoa tươi thắm vượt trùng đại dương hơn 15 tiếng đồng hồ đến đây để cúng dường lãng hoa. Quý vị cho tràng pháo tay. Hai vợ chồng trẻ ăn chay trường, phát tâm tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Những người trong pháp hội này hôm nay tùy hỷ với những lãng hoa tươi thắm, chắc rằng nhờ nhân quả này quý vị cũng sẽ đẹp ra hoàng mỹ ra. Và thưa quý vị, đây là 6 lãng hoa tượng trưng cho 6 đất nước, trong đó có đất nước Mỹ. Đây là ngày khai mạc mà chúng tôi muốn đem tất cả những tấm lòng của những người Phật tử ở hải ngoại nhưng vẫn là người Việt Nam. Và đặc biệt thưa quý vị sẽ rất là bất ngờ
có một gia đình Phật tử đại diện cho những người Phật tử ở tại nước Tiệp Khắc, tức là Cộng hòa Séc, có một danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đó là Vô Lượng Thọ, khắc trên nền gỗ chữ nổi thư pháp mà khắc bằng vàng thiệt. Xin dâng cúng dường Pháp Hội Vô Lượng Thọ. Thưa quý vị, đây là một biểu pháp mà chúng tôi rất ưng ý. Trong ngày khai mạc Pháp Hội, cả gia đình, hai vợ chồng cùng một đứa, hai đứa con xin dâng danh hiệu Đức Phật A Di Đà khắc bằng vàng thiệt. Thưa quý vị, đây là một biểu pháp mà chúng tôi vô cùng cảm động. Thưa quý vị, hơn 2 tháng qua, gia đình đã phát Bồ Đề Tâm khắc một tấm gỗ quý, và chữ nổi được mạ vàng thiệt 24 carat. Tối nay đừng có lên cạo nha. Quý vị thấy quan hệ không ạ? Pháp hội chính của chúng ta là Pháp hội Vô Lượng Thọ và đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Âm. Thưa quý vị, chúng ta cho gia đình một tràng pháo tay thật lớn thật dài. Hoàn cảnh này chắc khó kiếm, và chúng tôi tin chắc rằng có những người Phật tử đây là lần đầu tiên chúng ta thấy trong cuộc đời, không quý vị ha? Dạ, A Di Đà Phật. Và đặc biệt những vị Phật tử ở các tiểu bang trong đất nước Mỹ cũng đến đây tham dự. Trong tất cả các tiểu bang, hơn 16 tiểu bang đến đây tham dự, quý vị cho một tràng pháo tay. Chúng tôi nghĩ rằng những Phật tử có duyên đã lên trên trang web vô lượng thọ.vn và trang web vệ tinh TV, tức là tv.com, đang trông đợi cái pháp hội của chúng ta trong hơn 2 tháng qua, đã cật lực nỗ lực để tổ chức pháp hội này. Những hình ảnh này sau khi pháp hội, chúng tôi sẽ làm chiếc đĩa này để phổ biến cho quý Phật tử được xem trên vệ tinh tv.com cũng như là vô lượng thọ.vn. Thưa quý vị, đây là một nhân duyên mà chúng tôi thấy hoàn cảnh này chúng tôi đã hình thành trong đầu hơn 3 tháng qua. Tuy nhiên hôm nay Phật gia hộ cho nên hoàn cảnh này được diễn ra tốt đẹp, quý vị cho một tràng pháo tay. Đây là những vị Phật tử chân tình từ những đất nước phương xa, cho nên chúng tôi phải bằng tất cả tấm lòng nói ra để cảm nhận những cái điều này. Và thưa quý vị, để tiến đến chương trình khai mạc pháp hội, một nhân vật đó là Phật tử Minh Dương, pháp danh Diệu Âm Đức Quang, đã quy y theo Đức Phật A Di Đà tại chùa Chánh Giác ở Toronto, Canada vào năm 2014, đã dùng phương pháp đó là đang phát triển đường truyền internet trên vệ tinh TV để cho mọi người trên toàn cầu được hưởng ứng. Chúng tôi xin trân trọng mời Minh Dương lên để đọc diễn văn khai mạc. Đặc biệt trong diễn văn này, chúng tôi muốn đem tiếng nói của Phật Pháp qua ngôn ngữ của Anh Văn, tiếng Mỹ, để cho con em của mình khi được xem cái đĩa này hiểu tiếng Anh thêm lên. Vì vậy cho nên trong diễn văn này có tiếng Việt và tiếng Anh, quý vị lắng lòng nghe. Dạ. Và nếu đủ nhân duyên thì chúng tôi sẽ làm tiếng Anh phụ đề trong tiếng Việt
trong buổi giảng chúng tôi giảng đem về cho con em của mình, vừa học tiếng Việt Phật Pháp chúng tôi giảng, vừa phụ đề tiếng Anh, có gì quan hệ không ạ? Đó là khi chúng tôi đặt chân đến đất nước Mỹ có ý niệm này. Tuy nhiên không biết thời gian và nhân duyên đến đâu, quý vị giờ đây lắng lòng để lắng nghe những lời tâm tình bộc bạch của mình. Đó là Diệu Âm Đức Quang xin dâng lên lời khai mạc và A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 31 tháng 7 2015, con pháp danh Diệu Âm Đức Quang xin thay mặt cho ban tổ chức kính dâng lời tác bạch khai mạc pháp hội. Chúng con là hàng Phật tử kiều bào xa quê hương, khát ngưỡng pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu một đời được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Từ mấy lâu nay, chúng con chỉ được xem qua băng đĩa, chứ chưa một lần nào được cung thỉnh tại Đức Ân Sư Thích Giác Nhàn đến San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ để tổ chức một pháp hội vô lượng thọ, niệm Phật A Di Đà và đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Với lòng khát ngưỡng chân thành tha thiết của chúng con, với lòng kính ngưỡng cầu nguyện chư Phật gia trì đại đức về tại San Jose để tổ chức pháp hội, hôm nay mơ ước của chúng con đã trở thành thực hiện. Và là giờ đây trong bầu không khí trang nghiêm của pháp hội và trên pháp tòa được màu bình yên của chư tôn đức tăng ni, và nhất là chúng con được chiêm ngưỡng dung nhan và tận mắt thấy được đại đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn bằng xương bằng thịt. Xin quý vị hoan nghỉ cho một tràng pháo tay thật lớn và thật dài ạ. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, trong 8 năm qua chúng con đã theo dõi những bước chân hoàn truyền pháp môn tịnh độ của đại đức tại Việt Nam. Thầy đã từng dừng chân tại núi Voi, Đức Trọng, Lâm Đồng. Từ một ngôi tịnh thất Quan Âm đơn sơ thiếu thốn, không một người biết đến, thầy đã gây dựng pháp hội niệm Phật A Di Đà. Lúc ban sơ chỉ có 5 cụ già hàng ngày tu tập với thầy và vài chục người mỗi chủ nhật đến cầu tu. Thế mà từ 2007 đến nay, từ 5 cụ già đến hôm nay đã hơn 800 cụ và đạo tràng vài chục người, giờ đây đã vài ngàn người tham dự cầu tu mỗi chủ nhật. Qua những hình ảnh này, chúng con rất cảm động và cảm nhận rằng chư Phật Bồ Tát đã gia trì cho thầy thành tựu được đạo tràng là do thầy đã sử duyên pháp môn tịnh độ đúng với chánh pháp. Trong thời gian mạt pháp này, pháp môn tịnh độ thật sự khế lý, khế cơ và khế thời, cho nên chư Phật mới gia trì được thành tựu ngoài sức tưởng tượng của chúng con ngày hôm nay. Phật tử chúng con là những kiều bào xa quê hương, rất vui mừng được thấy những vị tăng trẻ như là thầy quyết tâm xỉ dương pháp môn tịnh độ, cầu một đời vãng sanh Cực Lạc làm thánh hạnh. Thầy khuyến khích mọi người ấn tống kinh đĩa tượng Phật và phát tâm ăn chay thường, phóng sanh làm trợ hạnh. Đây là đường lối tránh trợ song tu rất dễ dàng cho hàng Phật tử căn cơ hạ liệt như chúng con tu tập trong thời mạt pháp này. Chúng con được biết trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Luật, tổ sư Ấn Quang có dạy rằng trong thời mạt pháp, đức người tu hành những pháp môn khác khó có thể thành tựu, duy chỉ có pháp môn niệm Phật nương theo tha lực của Phật A Di Đà chắc chắn
dễ dàng thành tựu trong một đời vãng sanh thế giới cực lạc. Mỗi khi thầy thuyết giảng, thầy đều nhắc đi nhắc lại lời của chư tổ sư Đại Đức là không sai tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Thầy đã theo đường lối tu hành của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không là tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm bốn chữ A Di Đà Phật, buông xả vạn duyên, cầu sanh cực lạc. Hơn nữa, Hòa Thượng Tịnh Không thường khuyến khích các vị tăng ni trẻ tuổi nên đem bộ kinh Vô Lượng Thọ và thánh hiệu Phật A Di Đà phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt qua mạng Internet. Với lời chỉ dạy của Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư, cho nên thầy đã vâng lời sư trưởng thuyết giảng pháp môn Tịnh Độ đã phổ biến trên trang web Vô Lượng Thọ.vn. Hơn nữa, thầy đi theo đường lối của Hòa Thượng là tất cả pháp bảo, kinh sách, tượng Phật đều tặng miễn phí. Đặc biệt hơn là đường truyền vệ tinh TV hôm nay đã được đưa vào hoạt động trên toàn cầu. Kính thưa chư vị liên hữu, với tâm nguyện hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài, thầy sẽ tổ chức những buổi giảng chủ nhật trong năm nay cho Phật tử đăng ký tham dự cùng tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm thánh hiệu A Di Đà Phật với thầy và nghe thầy thuyết giảng. Đây là một phước báo rất lớn đối với Phật tử chúng con ở Hoa Kỳ nói chung cũng như ở Sao Xây nói riêng. Chúng con rất tha thiết và mơ ước rằng, cũng như cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát gia trì cho thầy thành lập phòng vạn sanh để hộ niệm cho những ai kính tin pháp môn Tịnh Độ. Khi thọ mạng hết, nhờ sự trợ niệm của ban hộ niệm và tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà họ được vãng sanh về thế giới cực lạc. Nếu không được vãng sanh thì họ cũng không đọa vào ba đường ác. Ngoài ra, chúng con cũng ao ước thầy tương lai sẽ thành lập một viện dưỡng lão để chăm sóc và lo lắng cho các cụ niệm Phật cầu vãng sanh trong tuổi về già, giống như ở quê nhà mà thầy đã tổ chức rất là thành công. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị bậc Phật tử, chúng con biết thầy đã tổ chức lễ viếng Quan Âm Tịnh Thất tại Tịnh Thất Quan Âm và chùa Đại Đồng Lâm được rất nhiều lần và được rất nhiều người hưởng ứng. Như tháng 2 âm lịch vừa rồi, lễ viếng Quan Âm lần thứ 12 đã được tổ chức tại chùa Đại Đồng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam, có khoảng 70.000 người tham dự. Nhiều lần chúng con xem băng đĩa mà mơ ước là một ngày nào đó được lại 500 danh hiệu chung với thầy. Mà không ngờ ngày hôm nay thầy tổ chức lại ngũ bách danh tại San Jose này. Xin quý vị có một tràng pháo tay. Mơ ước bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Chúng con vô cùng hoan hỷ, vô cùng xúc động và vui mừng, mà vừa cảm động, không biết đây là thật hay là mơ. Giờ đây, những cảm giác này đã trở thành hiện thực, là pháp hội đang diễn ra trong một bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh, bao gồm rất nhiều Phật tử xa quê hương, đến từ một xứ nơi trên toàn thế giới, như Anh Quốc, Úc, Iceland, Cộng hòa Séc, Canada, Việt Nam. Còn tại Hoa Kỳ thì có nhiều Phật tử đến từ nhiều tiểu bang như Texas, Oregon, Illinois, Ohio, New York, Arizona, Kansas, Iowa, California, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, New Mexico, Nevada, Missouri, Maryland và vân vân. Chúng con đang lắng lòng động tâm tư để chờ những pháp âm vi diệu từ chim ngôn vực ngọc ngữ của thầy, và đang lắng lòng chờ đợi những giây phút này. Chúng con đã hòa nhập vào nguồn pháp hỷ an lạc vô tận mà chúng con
hằng mong ước. Thật không thể dùng bức mực nào có thể diễn tả hết những cảm xúc lắng động này trong tâm khảm của chúng con đã mong mờ, mong mỏi, chờ đợi trong những năm qua. Chúng con chỉ biết cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni, nhất là đại đức ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, người thầy đáng kính yêu của chúng con được phát thể khinh an, chúng sanh di độ, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây gạch đại thọ che mát cho chúng con, là ánh sáng soi đường cho chúng con đi trong đêm tối trần gian đầy mộng ảo, là con thuyền thanh lương đưa chúng con vượt biển khổ đại dương đến quê hương cực lạc để diễn kiến Phật A Di Đà. Kính chúc quý Phật tử tu tập trong 3 ngày gặt hái được nhiều kết quả là thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố, lão thần niệm Phật để một đời giảng sanh về thế giới cực lạc. Con Diệu Âm Đức Quang kính bạch lên chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể đồng tu, giờ đây xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc pháp hội Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni cũng như tất cả quý ông bà, cô chú bác và anh chị em, giờ đây cho phép con đọc bản bằng tiếng Mỹ. Dear fellow Buddhist practitioners, my name is Minh Duong. My Buddhist given name is Diệu Âm Đức Quang. On behalf of our family and over 50 individuals of our organizing committee, we would like to welcome you to this wonderful ceremonial teachings event of Buddha Sakyamuni through the wonderful method of teaching by Venerable Master Thích Nhất Nhàn, whose ways and principle has taught tens of thousands of people around the world the power of chanting the Amitabha's name. For the first time ever, San Jose has the honor of inviting and coordinating this wonderful event among our families and fellow Buddhist practitioners. In hope of sharing with all of you today, as well as those who are watching our live broadcasting of this event around the globe, the wonderful teachings of Buddha Sakyamuni, to learn the ways to the Amitabha's Buddha's Pure Land and the path to self-enlightenment. Venerable Master Thích Nhất Nhàn has positively impacted our family's lives as well as so many thousands of others who have not even seen or haven't even had an opportunity to meet him in person. Today, many of us are fortunate to have his presence and to receive his blessings today. He has tirelessly taught us how to overcome greed, anger, and ignorance so that our minds will no longer be deluded, be awakened, but rather be awakened by teaching us about the law of cause and effect and the karma that arises out of our actions. In his most recent event at Đại Đồng Long Temple in Vietnam, over 70,000 people had attended and received Venerable Master Thích Nhất Nhàn's teaching of Buddha's philosophy. Our family is humbled with great respect and admiration for the Master's great kindness to nurture and to provide hospitality to over 800 elderly and over 400 ordained individuals at the Thất Quan Âm Temple, all in hope of teaching them and encouraging them to seek and to follow the guided path of Buddha Sakyamuni, in hope of finding their way home to the Pure Land. We are all very honored to have the presence of our fellow Buddhist practitioners who come from many parts of the world here today, many of whom are from countries such as England, Germany, Australia, Iceland, Czech Republic, Canada, Vietnam, as well as those from the states of Texas, Oregon, Illinois, Ohio, New York, Arizona, Kansas, Iowa, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, New Mexico, Missouri,
and Maryland, and our very own state of California. Once again, on behalf of my family and over 50 of our fellow Buddhist practitioners on the organizing committee, we welcome you and wish you and that you will have the most productive and peaceful and beneficial 3-day event today. Thank you. Starting today. Xin giờ đây chúng con xin trân trọng tuyên bố lễ khai mạc của pháp hội của chúng ta ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà. Thưa quý vị, trong giây phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, trong bầu không khí rất là trang nghiêm, chúng tôi nghĩ rằng chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử đang lắng động tâm tư chờ đợi những phút giây kế tiếp. Tuy nhiên những phút giây đã trải qua làm cho giác nhàn vô cùng xúc động, vì không hiểu vì sao trong thời mạt pháp này mà có những người như Minh Dương, Diệu Âm, Đức Quang cũng như những người Phật tử còn lứa tuổi trẻ mà lại tin tưởng pháp môn Tịnh Độ và tin tưởng Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, cung thỉnh chúng tôi đến đây để mở pháp hội. Và chúng tôi muốn đem cái pháp hội này không những ngôn ngữ bằng tiếng Việt, mà đem cái pháp hội này xuyên qua ngôn ngữ bằng tiếng Mỹ, để cho mọi người khắp nơi trên thế giới để biết đến Đức Phật A Di Đà, Amitabha. Và thưa quý vị, đây là một hình ảnh mà chúng tôi rất là vui khi Vía Quan Âm 19 tháng 6 không có tổ chức tại chùa Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu. Và đây là những hình ảnh và những tâm tư của quý Phật tử kiều bào xa quê hương làm cho chúng tôi vui lên và làm cho chúng tôi cảm giác ấm áp với tình đạo vị trong ngày khai mạc hôm nay. Đây là những lời rất chân tình bằng tất cả tấm lòng xin gửi đến quý vị Phật tử. Và chúng tôi nghĩ rằng những người Phật tử ở các nước trên thế giới một ngày vào trang web vôlượngthọ.vn, hơn 20.000 người cũng đang chờ đón cái pháp hội của chúng ta. Vì vậy cho nên quý vị hết sức là hoan hỷ, giữ tâm thanh tịnh để chúng ta tu, để cảm đến tất cả mọi người trên thế giới. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện mây hương bầu đầy khắp cung mười phương cõi, cung dường tất cả Phật tôn và các Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả thầy thánh hiền. Duyên khởi đại sáng chói chùm đến vô biên cõi, không xong các chúng sanh đều phải Bồ Đề.
Bát Bộ Kim Cang hộ trì Tam Bảo, thì từ chẳng tịnh Quang Lâm Pháp hội gia trì gia hộ. Nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên đền bốn ấp nặng dưới cứu khổ ba đường, đều khai thấy nghe điều Phật tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Nguyện Đức Quang Âm Bồ Tát tay cầm nhật dương liều lưỡi được cam lồ, giá hộ giá hộ đệ tử chúng con hiện diện, thân tâm an lạc tập bệnh tiêu trừ, Bồ Đề tâm kiên cố tự giác, giác tha giác hành viên mạng Phật Bồ Đề tâm, đảnh lễ độ năm trong danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Nguyện Đức Phật A Di Đà, thị từ chẳng tịnh Quang Lâm Phóng Ánh Ngọc Hào Quang Tiếp Độ, Tiếp Độ phùng vị chân linh vong linh âm binh cô hồn chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tứ nạn thập nhị loại cô hồn ngạ quỳ hàng xa hữu vị vô danh hữu danh vô vị đẳng đẳng chư vị hương linh thai nhi lai đạo pháp hồi vẫn kinh tinh pháp nhất tâm niệm Phật đảnh lễ năm trăm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ nhất thành thường đạt vạn tội bản tiêu nguyện chướng linh vong linh âm binh cố hồn về đây nghe kinh niệm Phật đắc độ cao siêu kỳ giả quyến tham chiếm lợi lạc phò nguyện âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh tình dự vô tình đồng sanh Cực Lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Sẵn thân Như Lai để trong đời không ai bằng, không sống chẳng nghỉ bàn đến nay con đảnh lễ. Sẵn thân Phật vô tâm trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trụ cho nên con về nương. Sân chi lớn nguyện lớn khắp đô chúng quân sân khiên bỏ thẳng đông khổ. Sân kia nước mát vui con nay sạch ba nghiệp quý và lễ tang, nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh nước Cực Lạc nhất tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thành tăng thường trú tam bảo. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngực Hồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hà sanh Di Là Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lời Bồ Tát Đại Hạnh Thọ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phân Bồ Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chi Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Dương chi tình thì biện xài tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới hoạn tăng duyên diệt tội tiêu khiên hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô siêu luân thì bậc tây thì diệu cực pháp thân trần bất diệm trần phản tác từ kỳ quyên trời nội ngoài đáng đàn tràng sái khô một nhiên.
tác dương sừng khi ghé ban nhi thành tình đồ. Sợ vì đạo nổi ngoại trúc gian vô trượt quê thánh phạm ô hiện tổng thanh lương Bồ Tát. Liều đầu cám lộ thì năng linh nhất đích biến thập phương tinh truyền câu ế tận nguyên trừ phò sai pháp viên tất thanh tịnh đại chúng nhất tâm niệm Phật sái tịnh cam lộ A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Phật A Di Đà Phật, 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 A Di Đà A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát, Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát, Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô An Vị Tọa Bồ Tát, Nam mô An Vị Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời được an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thương gia hộ, Nam mô Tiêu Tai Giác Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giác Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giác Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2015. Nhằm ngày 18 tháng 6 năm Ất Mùi âm lịch. Hôm nay là ngày cộng tu
cuối cùng của Pháp hội Vô Lượng Thọ Ngũ Bách Danh tại thung lũng Hoa Vàng San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Và đặc biệt với số lượng người hôm nay đã đủ trong danh sách đăng ký là 1.320 người. Quý vị cho một tràng pháo tay. Thưa quý vị, đây là pháp hội lần đầu tiên tại San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, và cũng là lần đầu tiên ở nước Mỹ, cũng như là 16 nước chúng tôi đi qua, chưa có một pháp hội nào trang trí đông đảo quý Phật tử về tham dự giống như vậy. Đông nhất đó là ở tại Santa Ana hồi năm ngoái, miền Nam Cali, là hơn 700 người. Đến pháp hội này thì số lượng người mà chúng tôi thấy đúng số lượng người đăng ký là 1.320 người. Đây là cái niềm vui của chúng tôi mà quý vị đã hiến tặng thời gian, công sức và bằng tất cả tấm lòng đến với pháp hội. Chúng tôi ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị thân khỏe tâm an trong ngày tu, trong khóa tu 3 ngày này. Hôm nay là ngày cuối và lạy đủ 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm vào chiều hôm nay. Nếu không lạy đủ thì chúng ta cũng có thể ngồi hoặc quỳ nghe thánh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, những vị Phật tử ở nước nhà là ở Việt Nam xem được một số tấm hình họ hôm qua với hôm nay chụp đó, thì quý Phật tử hết sức là hoan hỷ. Và có nhiều người nói rằng con mơ ước một lần được sang Hoa Kỳ để mà dự khóa tu của Thầy. Con thấy Thầy trang trí đẹp, Thầy thương Phật tử ở Hoa Kỳ quá. Ở Việt Nam thì cho con lạy ở Đại Tùng Lâm, nằm dưới đất dưới cát, nằm đêm khuya lạnh lẽo. Đúng vậy, ở Việt Nam, từ ở Cà Mau cho đến Móng Cái, họ đi xe vô đến 4-5 giờ chiều, họ nằm dưới đất dưới cát, ăn uống thiếu thốn, họ chờ đợi cái buổi giảng của chúng tôi, mà ngồi dưới đất, ngồi ngoài sân, ngoài hiên, ngoài hồ nước, rồi để đêm khuya, 1 giờ khuya bắt đầu mới lại. Vậy mà họ vẫn khỏe. Ô, ngộ ha. Vậy mà họ vẫn khỏe và họ lại đủ 500 danh hiệu. Và có những người đó là lứa tuổi khoảng U80. Cứ vào cái khoảng thời gian như vậy, ở tại Việt Nam là chúng tôi từ Đà Lạt khăn gói xuống chùa Đại Tùng Lâm để mà lạy 500 danh hiệu. Và trước khi lạy đó là giảng hầu như là suốt đêm. Hầu như là suốt đêm. Vừa rồi đây 19 tháng 2 là lần cuối cùng đó để chúng tôi sang bên này tổ chức á, thì từ 8 giờ rưỡi tối bắt đầu giảng và có chương trình Châu Thanh hát. Và quý vị hồi nãy nghe cái bài hát Không Thể Thiếu Sư Phụ của các chú không ạ? Khi chúng tôi ra đi, các chú tặng cho chúng tôi một bài hát kỷ niệm mà trong lòng nó cứ xúc động khi nghe lại bài hát này. Cho đến từ 8 giờ rưỡi tối chúng tôi giảng xong hết chương trình là 1 giờ khuya. 1 giờ khuya. Và nghỉ 45 phút là 2 giờ kém 15, lại đến 5 giờ sáng. Như vừa rồi, ở tại Đại Tùng Lâm 19 tháng 2 năm 2015 này, 80.000 người. Vì sao biết 80.000 người? 80.000 đĩa người ta đi về, cứ xe 50 chỗ phát cái bịch 50 đĩa và phát hết 80.000 đĩa mà người vẫn còn đổ về. Và ở ngoài đường quốc lộ từ Vũng Tàu đi về Sài Gòn, người ta đậu 2 cây số xe dọc bên ngoài. Một cái pháp hội mà xưa nay chưa từng có. Và chúng tôi nghĩ nếu mà không có thần lực của mẹ Hiền Quan Âm Bồ Tát gia trì
thì không thể nào mà họ về với sức người đông như vậy và họ có một cái năng lực mạnh khỏe, hoan hỷ và đi về không thấy mệt mỏi. Đi bằng xe mà xe ở Việt Nam là hầu như có nhiều xe không có máy lạnh và đi trên đường ổ gà, ổ vịt, ổ trâu, ổ ngựa không à. Vậy mà họ vẫn đi được. Không biết cái sức mạnh gì trong cái tâm linh của họ mà họ kêu họ xuống họ chỉ nhìn được thầy chút, họ về họ cũng mãn nguyện. Họ nói họ không biết làm sao. Hồi nãy gặp mấy bà cụ, bà kêu trời ơi, con nghe đĩa thầy trên trang web vô lượng thọ.vn á, con nguyện làm sao được gặp thầy. Bà lại bà ôm thầy. Ôi trời ơi, hên bà đó cũng gần 70. Thưa quý vị, thực sự mà nói thì trong khoảng khắc từ 11 giờ chúng tôi nghĩ rằng đến chiều tối, và hôm nay sớm nhất chúng tôi nghĩ chắc cũng 9 giờ tối. Quý vị quan hệ không ạ? Giờ đây chúng tôi mong quý vị chúng ta gác hết mọi duyên sự gì bên ngoài đời, không còn phải lo lắng gì nữa cả, tập trung toàn tâm để mình tu một ngày cho nó thực sự gọi là tu hành an lạc. Chúng tôi nghĩ quý vị bắt đầu lắng tâm vào định để nghe chúng tôi giảng nói về cái sự mầu nhiệm công đức bất khả tư nghì khi mình đảnh lễ 500 danh hiệu. Niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nó có những cái công đức thù thắng gì để cho mình có một cái niềm thích thú. Và chiều hôm nay là mình hăng say mà lạy ha, hăng say mà lạy. Nếu ai mà đau chân quá thì chúng tôi xếp hai hàng ghế phía sau á, quý vị ngồi, nhưng mà cố gắng lạy được lạy nào lạy. Thưa quý vị, chúng tôi có nhân duyên với Bồ Tát Quan Âm rất là sâu sắc. Lúc còn nhỏ, cuối năm 11 tuổi, qua tỉnh Sáng Ngọc Nguyên ở thành phố Ban Mê Thuộc, có một cái tượng Quan Âm, một cái hồ nước rất là đẹp, đứng nhìn Đức Quan Âm Bồ Tát. Rồi không biết sao cái lòng mình giao cảm với Ngài, và không biết sao là cái tư tưởng của chúng tôi cảm đến Ngài, rồi Ngài lại khiến cái tư tưởng chúng tôi khởi lên ý niệm phải đi xuất gia. Khi nhìn tượng Quan Âm Bồ Tát á, thì tự nhiên chúng tôi khởi lên ý niệm này và muốn đi xuất gia về xin mẹ là thân mẫu chúng tôi á. Hồi nãy quý vị cũng coi một đoạn đĩa đầu, mẹ chúng tôi là luôn luôn khuyến khích anh em đi xuất gia. Bốn anh em nếu mà ai đi tu là mẹ chúng tôi cho một đứa cây vàng mang theo. Bà khuyến khích, vừa khuyến khích mà vừa cho vàng mang theo nữa. Chúng tôi về xin đi tu thì cụ bà mới nói thôi giờ cũng cuối năm rồi, thôi để ăn Tết rồi đi tu. Hỏi ăn Tết gì á má? Kêu năm này có con heo lớn lắm, làm thịt ăn, ăn Tết rồi đi tu. Mà thiệt cái năm đó có một con heo thiệt là to. Trời ơi, thịt nạc không, mà cứ ăn đi con, ăn cho no, cho ngán, cho bưa đi để đi tu khỏi thèm. Đúng thiệt, bữa đó ăn một trận tơi bời luôn. Đến đi tu xuất gia đến bữa nay cũng không có thèm nữa. Kỷ niệm với bà cụ lắm. Thì xin đi xuất gia. Mà lúc trước chúng tôi, lúc trẻ đó thì bệnh hoạn, có như là quý vị mà nhìn thân tướng chúng tôi là quý vị thực sự mà nói là thê thảm. Nhìn thân tướng bệnh hoạn mà xấu xí lắm. Không, cái này nói thiệt chứ không phải mình tự chê mình, nó xấu thiệt. Đến nỗi mà nhìn cái tướng cứ xà bai, người ta tưởng con gái nữa chứ. Vô trong tỉnh Xá Ngọc Thành gặp sư cô Hoa, cô hỏi chú con trai hay con gái. Mà đã là chú rồi mà hỏi con trai hay con gái. Trời ơi, nó tự ái vô cùng, tự ái dồn dập. Nói trong lòng là tôi không bao giờ đến chùa của bà sư cô này nữa. Bởi vì mình xấu quá, người ta nói xấu là đúng rồi chứ gì đâu nữa mà buồn, mà tự ái dồn dập. Từ khi bắt đầu đi tu, mà quý vị biết ở nhà bà cụ bà thương chúng tôi lắm. Bà thương, rất là thương, không biết sao cái nhân duyên bà cụ bà thương.
Thì cái lúc mà ốm yếu như vậy đó, bà cụ bà cứ mua bún bò, giò heo, đồ bà cho ăn để cho mập, mà sao không mập, nó càng ốm yếu mà gầy mòn. Mà sao lại vào đi tu xuất gia xong rồi một cái là ăn chay, cái bắt đầu gì từ từ nó thay đổi mà đến hôm nay là 32 năm. Ăn chay 32 năm, 12 tuổi, năm nay 44 tuổi, 8 tháng 15 ngày. 32 năm, 8 tháng 15 ngày, nó mới ra cái hình tướng này. Quá trình thay đổi lâu không? Nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc, tức thì hoa khai thấy Phật, thần tướng y chang như thần tướng Đức Phật A Di Đà. Thấy chuyển đổi nhanh không? Mà cái chuyển đổi này là do cái gì? Không phải do tự sức mình chuyển đổi được, mà nhờ năng lực gia trì của Đức Phật A Di Đà mình mới được như rứa. Nghe không? Mình mới được như thế. Còn nếu tự mình mà chuyển quá vất vả 32 năm, từ một cái thân eo ọt, bệnh hoạn, ốm o, gầy mòn, xấu xí, giờ đến cái thân tạm coi được một chút. Vì sao thân tướng thay đổi? Vì tâm thay đổi thì tướng đổi. Tướng do tâm sanh. Người đó tụng kinh niệm Phật, lạy Phật thời gian, thân tướng hả thay đổi. Lạ kỳ. Điều này chúng tôi tin. Từ một cái thân này, và lúc mẹ chúng tôi ở nhà nhìn bà cũng xấu xí lắm. Cái này chúng tôi nói thật. Bởi vì hằng ngày bà cứ nhăn với ông cụ, bà nhăn riết, mặt nó xíp ly hết. Bà nhăn đến cái mức độ mà ông cụ cứ kình cả với bà cụ. Rồi bà nghe trong tai nói đó, một cái tiếng người phụ nữ, người ta nói mình đừng cãi lại đó, là tìm đức theo Phật. Thì khi bà cụ bà nghe như vậy rồi á, ông cụ chúng tôi cứ nói bà cụ chúng tôi không cãi nữa, mà trong bụng nó sôi sùng sục ở trong đó, nó buồn, nó bực. Nhưng mà nghe tiếng đó là kêu tiếng Quan Âm Bồ Tát dặn mình, người ta nói mình đừng nói lại, đó là tìm đức theo Phật. Thôi bà nhịn mà tức cành hồng á, bà cụ bà nói vậy á. Sau thời gian cái nó quen lần cái nhịn đó rồi đó, là bà cụ bà nghe một câu nữa là để Quan Âm Bồ Tát lo cho đi xuất gia. Bây giờ bà cụ bà muốn đi xuất gia, để Quan Âm Bồ Tát lo cho đi xuất gia. Thì khiến sao chúng tôi về, cái chúng tôi sắp xếp đưa bà cụ đi vô chùa Hương Sen làm đệ tử sư bà Hải Triệu Âm đi xuất gia. Cho nên cái duyên của mẹ chúng tôi với chúng tôi là có duyên đi xuất gia do Bồ Tát Quan Âm gia trì và gia hộ. Bởi vì mình niệm Quan Âm, nghĩ đến Quan Âm, nhìn hình tướng Quan Âm, tức thì Quan Âm sẽ đáp ứng nhu cầu. Như vậy hôm nay Phật tử nói con lạy Quan Âm, Quan Âm bắt con đi xuất gia ông thầy. Mà Quan Âm tùy theo cái tâm mình nguyện cái gì sẽ được cái đó. Hiểu chỗ này không? Nếu mình nguyện đi xuất gia, Quan Âm sắp xếp cho mình đi xuất gia. Là mẹ chúng tôi á, là chúng tôi kêu ông anh, là anh Trực chúng tôi á, là kề chúng tôi đó, đi ra ở lo cho ông cụ, rồi bà cụ mẹ chúng tôi đi xuất gia. Quan Âm sắp xếp mình muốn cái gì thì Quan Âm sẽ gia hộ như cái thế đó. Còn hôm nay quý vị thấy con cái ngỗ nghịch, ngang tàn, nói khó nghe, lạy 500 danh hiệu, hoặc mình tha thiết trong cái công đức Phật hiệu này đó, mình hồi hướng cho nó. Hoặc giả là cuộc sống của mình bị làm ăn bế tắc vân vân, mình lấy công đức lạy danh hiệu, công đức nghe pháp tu nè, mình hồi hướng thay đổi được. Nhưng mà đôi khi tiền bạc mình không có làm nó thay đổi được. Có những công việc tiền bạc nó không có giải quyết được, nhưng mà cái công đức lạy 500 danh hiệu, công đức niệm Phật, công đức phóng sanh, công đức ăn chay, công đức tu tập, nó quá giải được. Điều này chúng tôi tin. Đó là gia đình của chúng tôi, là một gia đình mà chúng tôi không phải là nói xấu về gia đình mình. Gia đình nó lộn xộn, lộn xộn quá chừng. Vì lộn xộn vậy cho nên thành ra chúng tôi phát tâm đi tu, đến một cái mức độ gia đình bắt đầu thay đổi từ từ.
Mà trước khi chúng tôi đi xuất gia thì mẹ chúng tôi kêu làm sao cho thầy Hưng phải đi tu là tôi mới đi tu được. Mà thầy Hưng em chúng tôi là đi bộ đội về là kêu bà cụ đưa tiền đưa bạc rất khổ gì thầy Hưng. Không phải nói xấu thầy mà lúc ở ngoài thầy bợm bã lắm, đi bộ đội về là muốn lấy súng bắn ai là bắn, dữ lắm. Bà cụ bà lo sợ vô ở tù, bà cứ niệm mẹ Quan Âm miết. Mà mỗi lần đi bộ đội về không có đủ đồ, không có đủ ăn ốm á, bà cụ cứ bằm thịt bò tái làm. Thì bà cụ mới nói thầy Nhàn, thầy Hưng, thầy Nhàn, em chúng tôi tên Tí, Tí bây giờ nó có đòi ăn thịt bò như vậy, tôi ăn chay rồi, tôi làm thịt bò tôi mang tội không? Kêu bà cụ bà vừa bằm thịt bò mà bà cứ Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Di Đà Phật á, cho ông thầy, cho ông Tí này nó ăn vô xong cái nó nhờ cái câu A Di Đà Phật, câu Nam Mô Quan Tham Bồ Tát nó thấm vô thịt bò nó ăn cái coi chừng nó đi tu quá. Ngọt. Mà bà cụ chúng tôi là dễ thương lắm, chúng tôi nói sao bà nghe vậy à? Bởi vì bà không biết chữ, bà không có đọc kinh nhiều, chắc bà đọc tùm lum kinh hết trơn, đôi khi nói vậy bà không tin à. Cái bà tin, bà cũng Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, bà cứ bồng thịt. Cái thầy Hưng ăn thời gian cái kêu bữa nay muốn đi tu rồi. Ố, ngồi vậy. Thầy Nhàn, giờ tôi muốn đi tu rồi, khổ quá rồi. Ồ vậy hả, tu về dắt đi tu. Về nhà sắp xếp sửa soạn, bà cụ đưa cho 5 chỉ vàng đi trả tiền cá độ đá banh đồ, trả hết xong xuôi hết đi, đãi bạn bè đồ ăn hết. Trời ơi không biết làm sao á, tối không biết ông đi đâu, nhìn không thấy ông ở trong phòng ngủ nữa. Ông bà cụ bà kêu rồi, nó lừa tôi nữa rồi, nó lấy tiền này cá độ đá banh nó lừa tôi nữa rồi. Quan Âm Bồ Tát ơi cứu tôi, cứu con cho chết Quan Âm ơi, cái thằng này nó quá, nó phá, nó quậy con quá rồi. Cuối cùng bà cụ gánh cái cánh bánh hỏi đi, ông cụ đẩy cái xe đạp chở thúng bánh, bởi vì bà gánh không có nổi cho nên thúng bánh đó phải bỏ xe đạp đẩy đi. Trời, nhìn thấy cái cảnh nhìn thấy nó cơ bằng mà nghèo quá. Thì cái lúc đó mẹ chúng tôi tha thiết muốn cho thầy Hưng em ruột chúng tôi đi xuất gia. Sao hôm nay lên giảng là tự nhiên nhớ đến bà cụ có những cái nhân duyên với Đức Quan Âm Bồ Tát, mà bà thường xuyên niệm Quan Âm Bồ Tát lắm. Vì vậy cho nên thành ra bà mới nói Đức Quan Âm Bồ Tát ơi, gia hộ cho con đi. Đứa con của con bây giờ nói đi xuất gia, nó lấy 5 chỉ vàng, nó ăn, nó chơi, nó tiêu rồi. Bây giờ không thấy nó đi tu mà không biết bây giờ làm sao đây. Thì bà cụ gánh gánh bánh hỏi, ông cụ thì đẩy chiếc xe chở thúng bánh. Mà lúc đó về ngủ lại ở nhà thì 12 giờ khuya, vậy là làm bánh hỏi rồi. Ông cụ thì ông ép, còn bà cụ thì vớt bánh hỏi. Gia đình chúng tôi nghèo như thế. Đi ngang ra khỏi cái đằng luồng rồi cái đi ra tới quầy đường, gặp ông đi ở đâu không biết, đi ngang về. Nếu mà mình đi thêm một đoạn nữa mình đi luôn cái là cũng không gặp thầy Hưng rồi. Mà thầy sao thầy đi về nó đối diện với nhau. Thầy kêu, ủa sao kỳ vậy nè, làm gì mà kêu đi xuất gia về dẫn mà cuối cùng không đi, đi đâu vậy? Anh kêu đi ngủ, đi thăm người yêu một đêm nữa rồi đi tu. Trời ơi, ông này, vậy là ông này đi tu không phải bị thất tình. Hỏi giờ sao, tu chứ, về dắt đi tu. Thì bà cụ bảo mừng, bảo vui, xong rồi sao? Rồi bà cụ cũng đi xuất gia. Cho nên cái ơn của Bồ Tát Quan Thế Âm đối với chúng tôi sâu sắc lắm. Bây giờ muốn trả ơn của Ngài thì sao? Phải chăng mình đúc một cái tượng thiệt lớn, to thiệt to để cho mọi người đến để lại hay sao? Việc này hơi khó làm. Hơi khó làm. Xin phép xây dựng quyên góp tiền bạc khó quá. Thôi, bữa nay mình làm những tượng Quan Âm Bồ Tát, tranh Quan Âm Bồ Tát tặng cho họ. Trong thâm tâm lúc nào cũng muốn vậy. Vì vậy cho nên thành ra vừa rồi chúng tôi qua Atlanta làm 1000 bức tranh Quan Âm Bồ Tát. Mọi người thấy bên hông không ạ? Bữa nay ai lại xong mới cho đó. Tặng cho một người một bức tranh Quan Âm Bồ Tát đó. Và nhớ là bức tranh Quan Âm Bồ Tát này là ở tại đâu?
ở tại Hồng Kông mà Hòa Thượng Tịnh Không lập một cái đàn gọi là Tam Thời Hệ Niệm, 10.000 người đến đó tham dự. Chúng tôi thích cái mẫu tranh này, đẹp quá. Nhưng ai trong này không lạy hết, thầy cũng tặng. Nhưng mà một gia đình mình nhận một tấm thì mới đủ. Bây giờ trong này 1.300, mà mỗi người một tấm thì không đủ. Nhưng hai vợ chồng ở cùng một nhà nhận một tấm được chưa? Thì mới đủ. Nhưng nếu là một gia đình 5 người ở riêng 5 nhà thì vẫn tặng cho một người một tấm. Chúng tôi hôm nay lấy cái hình tượng của Mẹ Quan Âm in ra để cho mọi nhà đều có Đức Quan Âm Bồ Tát trong ngày lễ vía. Nhưng Phật tử Việt Nam đông quá, mấy chục ngàn người, chúng tôi in không nổi. Phật tử ở tại đây 1.000 người, 1.000 mấy người thì chúng tôi làm được. Cho nên thành ra Phật tử đây gọi là con cưng, phải không? Con cưng. Mấy chú nói, ủa sao kỳ vậy? Sao bên này thầy cho Phật tử quà nhiều dữ á thầy? Kêu hôm nay phải khuyến khích như vậy cho họ đi lại. Phật tử nghe quà là họ đến. Có nhiều người nói, chú ơi, nghe trong chương trình nói thầy nhàn cho quà, quà gì chú bật mí đi. Mấy chú nó không có được, cô đến đi rồi con nghe thầy giới thiệu. Ông thực sự mà nói, cái này là cái món quà mà từ bên Việt Nam chúng tôi chở qua đây. Chỉ có bức tranh Quan Âm này là đủ duyên mà chúng tôi làm hai bức tranh, chúng tôi thấy quá đẹp. Không biết quý vị có thích Phật không? Thích không? Hồi trước mình nghe một cái câu đơn giản là gì? Trọng thầy mới được làm thầy, trọng Phật mới được làm Phật. Đúng không? Đúng không? Kính Phật mới được làm Phật. Cho nên mình khởi lên một cái niềm tôn kính, đó là tự lợi. Đem bức tranh ảnh này tặng cho mọi người để người ta khởi lên lòng tôn kính, gọi là lợi tha. Khởi lên một lòng tôn kính đối Phật Bồ Tát Quan Âm. Mà nhân vật này không phải là nhân vật hư cấu không có, mà nhân vật Đức Quan Âm Bồ Tát là được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, đúng không ạ? Và nói trong kinh Lăng Nghiêm là 14 món vô ý thí. Khi chúng sanh niệm danh hiệu Ngài, lạy danh hiệu Ngài là có những cái món công đức vô ý thí. Trong kinh Lăng Nghiêm, rải rác trong các bộ kinh lớn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều giới thiệu Bồ Tát Quan Âm cho chúng ta. Cho nên chúng tôi thấy nhiều cái sự mầu nhiệm, nhiều cái sự mầu nhiệm đối với chúng bản thân chúng tôi. Hôm nay chúng tôi muốn đem ra chia sẻ với quý vị để chúng ta cảm nhận được cái thần lực gia trì Đức Quan Âm, hiểu sự hiểu lý rõ ràng, chứ không phải người ta kêu ô mê tín dị đoan. Ông bày ra lại 500 danh hiệu Bồ Tát, ở nhà lại cũng được, cho cái cớ gì đi đến đó đông đúc chen chúc. Vậy mà lễ vía Quan Âm 80.000 người, người ta vẫn đi, bởi vì người ta không thể nào tìm ra được cái hoàn cảnh này. Ở nhà mình không thể nào tìm được, mà đôi khi ở nhà lại không nổi, mà lại chung với đại chúng mà lại nổi. Ồ, ngộ vậy đó nghe. Thưa quý vị, Đức Quan Âm Bồ Tát là một nhân vật có thật trong lịch sử. Lịch sử quá khứ, Ngài là một vị Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Và đã thành Phật rồi, mà thường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay xưng Ngài, hay giới thiệu đến cho mọi người, đó là Cổ Phật. Là một Phật, một vị Phật rất là xa xưa. Nhưng khi Ngài về Tây Phương Cực Lạc, Ngài phải quá thân thành một vị Bồ Tát. Vì một cõi không có hai Phật. Lắng nghe nè. Một cõi Tây Phương Cực Lạc chỉ có một Phật A-di-đà giáo chủ. Cõi Ta Bà chỉ có một Phật, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ. Mãn cái phần thuyết pháp, truyền pháp độ sanh rồi, bắt đầu mới Bồ Tát Di Lặc hạ sanh ra đời. Nếu ai ở cõi này xin ta là Phật, là Vô Thượng Sư, Vô Thượng Sư đó là Phật á nha, Phật mới xưng gọi là Vô Thượng Sư nha, thì người đó là giả danh chứ không phải là thiệt, không phải Phật thiệt rồi.
một cõi chỉ có một Phật. Lắng nghe nè, dầu cho Bồ Tát Quan Âm vào cõi Ta Bà là cổ Phật cũng phải hiện là Bồ Tát. Đó là quy ước của mười phương chư Phật. Lắng nghe cho kỹ nha, những cái giáo lý này quan trọng lắm á, để mình khỏi lầm lẫn á mà. Chứ có nhiều người xưng tôi là Phật nè, xưng tôi là Vô Thượng Sư nè, xưng tôi thế kia thế nọ, đó là giả danh. Quý vị nghe danh từ Thế Tôn không? Thế là thế gian, tôn là tôn kính. Thế gian tôn kính Ngài mới gọi là Phật. Còn tự mình tôn kính mình thì ngồi trên bàn nó cũng rớt xuống, không đủ phước không? Đó. Vì vậy cho nên thành ra Đức Quan Âm Bồ Tát phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lắng nghe nè, lắng nghe nè, Ấn Quang Đại Sư có nói trong này luôn. Ấn Quang Đại Sư cũng có nhân duyên với Bồ Tát Quan Âm lớn lắm. Ấn Quang Đại Sư nói là Đức Quan Âm Bồ Tát là cổ Phật mà còn phát nguyện vãng sanh. Khi chúng sanh được đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, sau khi bản báo thân này, Đức Quan Âm Bồ Tát chung với Đức Phật A Di Đà, cùng với Đức Phật A Di Đà cầm tràng phan hậu bảo cái để xuống rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ mà đảnh lễ 500 danh hiệu và niệm thêm Bồ Tát Quán Thế Âm giống như hổ mọc thêm sừng, không có sao, có sức mạnh dữ lắm. Chúng tôi tin điều này. Vì vậy quý vị biết cái pháp hội này, cái sự gia trì Bồ Tát Quán Âm rất lớn. Khi chúng tôi bước vào, chúng tôi nhìn thấy mấy cái vàng bóng rổ này nó hạ xuống, và không có thể nào chúng tôi nghĩ có thể trang trí được cái pháp hội nó trang nghiêm đẹp như vậy. Những cái vàng bóng rổ hạ xuống nhìn thấy nó thô kệch. Vậy mà anh Minh Dương Đức Quang anh tìm ra được cái cô Vicky á, ở tại San Jose này chuyên đi trang trí đám cưới hội trường. Thì cổ vô với chúng tôi đứng ở đây này mấy tiếng đồng hồ mới suy nghĩ ra cái mô hình phải trang trí như thế nào. Cái vải xanh này là chúng tôi chở từ Việt Nam mua mang sang, và vải vàng nhưng không đủ cho nên cổ mua bao nhiêu mét xung quanh đây cổ trang trí thành một. Quý vị nếu mà lấy hết những cái bức màn này ra là nhìn trong đó cột đồ nó lòi màu xanh màu trắng tùm lum tùm la trong đó hết trơn. Vậy mà Ngài gia hộ làm sao bây giờ một cái pháp hội nó trang nghiêm như vậy. Quý vị ngồi mà thấy Phật A Di Đà đứng hai bên để coi ai có muốn đi cái là Ngài tiếp dẫn luôn, quý vị thấy không? Không phải bỗng không nha, không phải bỗng không đâu. Ra bên Atlanta in hình Phật xong hết rồi, ông đó ông kêu trời ơi, tôi in hình Phật xong hết cho thầy rồi mà tôi chuyển về đường máy bay nó tốn 3-4 ngàn đô lận. Chúng tôi mới nói chú Thanh nè, chú cứ chuyển về đi, chú cứ chuyển về đi, nhưng mà nếu mà chú đi tìm được con đường xe cho thầy khoảng một tuần lễ cũng được, không sao. Nếu một tuần lễ như vậy là đỡ tiền cho thầy lắm. Còn nếu chú tìm con đường chuyển bằng xe không ra đó thì có thể chú chuyển máy bay cũng được, 4-5 ngàn thầy cũng chịu. Bởi vì nếu không có bức tranh ảnh này và bên ngoài có băng rôn thì không có đẹp, không có trang nghiêm để thầy có thể hình thành một cái pháp hội. Thôi chú cố gắng giúp giùm thầy chuyển xe không được chú chuyển máy bay cũng được, miễn sao về cho thầy được 27-28 gì để thầy trang trí ở đây. Ông nghe ông kêu thôi được rồi. Ông biết ông khí như sao cái ông chuyển được đường xe không tốn đồng nào. Ngộ. Thì thầy hỏi lại chú ơi, chuyển đường xe bao nhiêu tiền vậy chú? Ông kêu thôi, tặng thầy luôn, khỏi tốn tiền đấy. Ông ngộ ha. Phật về đây rất là di diệu. Ông đi tìm sao ra được đường xe, nó trở về tới nhà cho mình luôn quý vị. Không có ra ngay hãng để nhận nữa, trở về tới nhà chúng tôi mừng. Quý vị biết nó, tất cả những sự việc này nó đều có những cái gì? Trắc trở cái nó qua, trắc trở cái nó qua. Coi thử Phật về đây mình có tiếc tiền hà tiện không? Chứ nếu chúng tôi tiếc tiền kêu thôi chú phải tìm cho có xe, ông tìm không có xe, ông không gửi máy bay thì làm gì có. Nhưng mà mình nói cứ gửi máy bay đi, mình gửi tiền cũng được. Tự nhiên nói như vậy xong ông thấy cảm động quá. Thầy mới kêu là cái tranh Quan Âm này rất quan trọng.
Thầy muốn tặng cho Phật tử một người một bức tranh mà quý vị, bức tranh Quan Âm mà nhỏ nhỏ đây nè, là nó bằng một cái chất liệu mà quý vị biết cắt á nha, cắt mà đưa cái dao bằng tay một tuần lễ mới xong. Cái anh chàng tắt xong cái tay sưng dù luôn. Rất là bằng một cái loại miếng mút đó, mình cắt á, kỳ công. Và chúng tôi nói là lạy vía Quan Âm xong á, cái hình ảnh mà mọi người lên đây từng hàng, thầy đưa gói quà xong cầm bức tranh Quan Âm, thầy thích lắm, thích cái hình ảnh này lắm. Bây giờ chú cứ gửi về thì thầy mới tặng cho Phật tử được. Đức Quan Âm Bồ Tát phải về đến đây. Thì cuối cùng sao Quan Âm Bồ Tát về đến đây mà không tốn tiền? Nó có nhiều cái việc mà chúng tôi thấy nó màu nhiệm quý vị. Màu nhiệm à, thì như vậy Phật về đây để cho trang nghiêm pháp hội, để đón những hàng Bồ Tát đang ngồi đây về Tây Phương Cực Lạc. Nếu đời này không về được thì đời sau và đời sau nữa thì cũng gặp cha lành ở cảnh Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Cái chủng tử này, cái nhân duyên này nó khó quên lắm. Chúng tôi tin điều này. Quý vị thấy xung quanh màn rèm trang trí đẹp không? Tự nhiên không biết sao mấy cái bóng lỗ bây giờ trở thành cái bảo cái che ngài mồ Phật. Nếu mà thả cái càng bóng rổ này xuống á thì rất là khó coi. Mà nếu không che thì nó trơ trẽn và gì? Và không có càng bóng rổ này thì không thể làm bảo cái được. Cho nên cảm ơn càng bóng rổ. Bây giờ sao? Nếu mà không có càng bóng rổ này mà kêu để mà có một cái gì đó mình đóng vô trong tường, mình thuê ở đây đâu có cha ai cho mình đóng vô trong tường, mình nhờ cái càng bóng rổ ra mà giờ thành bảo cái. Bảo cái đẹp nữa chứ. Hả không ạ? Cái gì thấy ngộ. Biến cái hội trường này, chúng tôi nói là không có thể ai vô mà ngờ được trang trí, mà chúng tôi cũng không có nghĩ mình trang trí được như vậy. Đẹp, chúng tôi hoan hỷ. Rồi Phật tử đến đây được trước 2 tuần, 3 tuần trước cái chùa Thiên Trúc tổ chức ở đây mà Phật tử than nóng lắm, không thể nào mà có thể ở trong này được, vô lại phải ra liền, nóng lắm. Và chúng tôi kêu rồi, vậy là giảng không được, lạy không được rồi. Cũng niệm Quan Âm tiếp, mẹ ơi giúp con đi mẹ. Nhưng mà kêu mẹ ơi giúp con, nhưng mà kêu Minh Dương ơi giúp thầy đi Minh Dương. Ông quằn suốt trong một tuần lễ mới gọi xuống tới miền Nam Cali, thuê 2 cái máy phát lạnh, 2 cái máy phát điện, không đụng điện gì ở trong này hết, phát lạnh từ trong đó ra. Giờ thấy mát không? Phải Quan Âm Bồ Tát mang mát đến không? Quan Âm Bồ Tát mang mát, ok. Làm gì mà trong thời gian ngắn mà được thuê cái máy lạnh vô đây. Chúng tôi nói số lượng người này mà không có 4 cái ống máy lạnh nó phà vô đây, bây giờ quý vị cũng như là chảy mỡ luôn, chứ đừng có chảy mồ hôi. Ngộ thì nha, tổ chức pháp hội này chúng tôi nói hình như Quan Âm Bồ Tát chư Phật gia trì cho các hàng Bồ Tát này đến đây à. Mà nếu không đủ thiện căn phước đức nhân duyên á, tới không được, tới cổng lủng bánh xe. Có nhiều Phật tử chúng tôi biết rất thân và được nghe đĩa rất nhiều để đến Diêu Roi thăm chúng tôi, mà bây giờ nhìn cũng không có mặt, chắc cũng bị accident làm sao không biết. không phải dễ à. Ông, chúng tôi nói thật, không phải là mình nói cái pháp hội này quá gọi như vậy tăng bốc quá đáng, không phải. Cái chuyện này là mình đang làm việc cho Phật và đang chân thành thanh tịnh làm việc cho Phật. Mà đã là chân thành thanh tịnh thì phải bất vụ lợi mới là chân thành thanh tịnh. Cảm nhận không? Sáng hôm nay chúng tôi gặp một cái anh. Anh bán xe cọ. Chúng tôi nghĩ chắc là phải có mua một chiếc xe để chở cơm, chở nước. Chứ một mình xe Minh Dương không có tải từ dưới đó lên đây nửa tiếng đồng hồ mà kịp để làm việc. Thì ra mua một chiếc xe. Anh nói, thưa thầy,
Cái xe này đáng lẽ 18.000 nhưng mà con bán thầy 15.000 thôi. Thầy kêu thầy mua để thầy chở thức ăn cho Phật tử. Anh mà bán như vậy là anh có phước, là do chiếc xe này nó giúp chở đồ ăn cho Phật tử. Rồi thêm nữa đó là anh có tiền, tuy rằng nó không đủ số sở hữu giống như anh bán người khác, nhưng để cái hậu là cho con cái, để cái đức là cho mai hậu. Thầy không có trả giá gì cả. Xong cái rồi anh nói thôi, thầy vô hội trường thì vận động người chút cũng đủ mà. Thầy kêu thầy không biết làm cái này. Hồi xưa giờ là thầy không biết xin ai, không biết mượn ai. Có thầy mua, không có thầy đẩy ba gác, gì đâu. Cái anh kêu thôi kệ, thầy vô thầy nói người một tiếng mà. Thầy kêu không, cái bản chất của thầy thà chết chứ không có xin, thà chết chứ không có mượn, thà đói chứ không có năn nỉ. Đủ phước mình làm, còn không đủ duyên thì thôi mượn xe người khác. Ok, đâu có gì đâu. Cái tự nhiên anh cảm được cái tâm thầy, anh kêu thôi để anh đến đây anh tu chút xíu buổi sáng hồi hôm qua. Anh đến đây xong cái anh dính luôn. Anh dính đến trưa, anh dính đến trưa xong anh dính đến chiều luôn, cái anh dính đến tối luôn, cái sáng hôm nay dính nữa. Anh nói là thưa thầy, hồi trước giờ con đi rất nhiều chỗ mà vô tham dự là cái đầu con nó tưng trong đó, nó gì đâu, nó về nó mệt mà sao con đi về sao tự nhiên con thấy con thoải mái dữ thầy, cái pháp hội này ok hả thầy. Mà đúng vậy quý vị, người đó người ta nói chân thật với thầy, đúng vậy. Sáng hôm nay mới có 2 giờ khuya thức dậy, 11 giờ rưỡi ngủ, có 2 tiếng rưỡi. Quý vị biết sao? Nằm niệm Phật, ngồi niệm Phật, mà không biết niệm sao mà nó nhanh thiệt là nhanh, cho đến 5 giờ rưỡi. 2 giờ mà đến 5 giờ rưỡi, vừa thức dậy cái không đi xúc miệng luôn, niệm Phật luôn. Mà không biết sao, niệm chập cái miệng nó không nghe cái mùi hôi gì nữa hết trơn. Hình như là nó làm sao ngộ sao. Rồi cái niệm đến 5 giờ rưỡi thì chúng tôi thấy cái cảm xúc mà hồi hôm qua đó nó còn tồn động lại, cho nên thành ra cứ nằm mãi mà không ngủ và thức dậy sớm mà vẫn khỏe. Thì đây là một cái thức ăn nuôi dưỡng thân và tâm tuyệt vời. Đây gọi là pháp vị. Pháp vị thắng mọi vị thù thắng. Ở đây có ai mà từ 8-9 giờ sáng hôm qua đến 8-9 giờ sáng từ buổi sáng đến chiều về mà cảm giác thấy dễ chịu không? Giơ tay lên coi. Hầu như là tất cả rồi. Cho nên cái người đi tham dự một cái pháp hội tu á, nó có cái an lạc như thế. Chứ không phải đến cho vui đâu quý vị, không phải đến cho vui. Vui tức là hào nhoáng bên ngoài, xong rồi về nó uổng cái thời gian lắm. Vì vậy cho nên hôm nay quý vị đến được tụng kinh niệm Phật nghe pháp. Nhất là chúng tôi thấy mỗi lần quý vị nghe pháp là quý vị tập trung chú tâm đến cái mức độ mà chúng tôi cảm giác thấy rằng là gần như là mình đi vào định rất là chân thật để mà mình ngồi lắng nghe. Vì vậy cho nên thành ra cái tâm chúng tôi cảm được quý vị. Hầu như trong này mới nói là con xem thầy ở trên YouTube, con xem thầy trên trang web vô lượng thọ.vn, con nghĩ về Việt Nam cũng khó gặp thầy, sao bây giờ tự nhiên con gặp thầy, thầy ở ngoài là như vậy á hả? Thầy hỏi thầy ở trong thì sao? Thầy kêu trong ngoài giống nhau. Không ngờ danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát và danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà chúng tôi khai thác được mọi lứa tuổi. Ở đây có một chú cũng trẻ trẻ, không phải là già lớn tuổi lắm, ngoài hàng thứ nhì, và nãy giờ hoan hỷ ha. Đứng dậy cho thầy xem mặt chút ạ. Đứng dậy chút xíu ha. Nãy giờ ngồi nhìn chúng tôi mà cười giống như Bồ Tát Di Lặc, cái mặt tròn trịa.
mà hầu như là thích thú chúng tôi lắm. Chúng tôi nhìn cảm giác chớp mình biết. Không ngờ tuổi trẻ bên này hôm nay mấy mươi tuổi à? Hả? 29 chưa được nửa chừng xuân, chưa được nửa đời người ha, mà nhiệt tình ha, nhiệt tình không? Lứa tuổi trẻ vẫn có thể ngồi nghe được. Nhớ lứa tuổi trẻ này, nếu mà thực sự họ ăn chay trường, họ niệm Phật, họ tu tập, cái sức ảnh hưởng họ lớn, cảm nhận không? Họ ảnh hưởng đến người già rất lớn. Cho nên chúng tôi muốn đem cái pháp môn tịnh độ đi vào lòng những người trẻ này. Và những người trẻ hơn, quý vị biết Chủ nhật ở tại tỉnh Thất Quan Âm chúng tôi là chúng tôi tổ chức Chủ nhật để cho các con em trẻ đó, là ngày Chủ nhật nghỉ được đi đến nghe pháp. Hôm nay mấy đứa trẻ mà khoảng 8-9 tuổi, 9-10 tuổi, quý vị biết bao nhiêu người không? 50 đứa trẻ mỗi Chủ nhật đi về nghe chúng tôi thuyết pháp. Có những đứa nhỏ nó ngồi trong đó nghe: má ơi, hôm nay thầy nhàn giảng nè, má cho con bọn áo vạt hò. Áo vạt hò là bên trong là cái áo mà mình may bằng màu lam, màu đà đó. Cho con mặc áo màu vạt hò. Con bé đó có 7-8 tuổi à, mà mặc áo vạt hò, mặc thêm áo tràng. Hỏi má có đẹp không má. Con xuống con khoe với thầy nhàn, chạy xuống kêu thầy giác nhàn, bữa nay thầy lên giảng hả? Rồi chạy vào lòng chúng tôi, ngồi trong lòng chúng tôi đó. Giáo dục cho con em như vậy đó, thiệt là ngoan. Mà vô ngồi 2 tiếng đồng hồ, ngồi im. Một số đứa trẻ như vậy. Cho nên chúng tôi muốn cái tại nước Việt Nam, từ năm 2007 cho đến 2015 là chúng tôi tổ chức mỗi Chủ nhật, là để nhắm đến những con em này. Nếu ở tại nước Mỹ mà không nhắm đến những lứa tuổi trẻ này, thì một thời gian các cụ già lớn tuổi mà đai hết rồi, thì lứa tuổi này nó theo tay, chùa trống vắng, mà trong khi đó xây quá lớn, không đủ để trả tiền bill thì cũng bán luôn cho rồi. Giáo dục là một sự nghiệp quan trọng trong đời người của chúng tôi. Giáo dục Phật Pháp là một giáo dục tối cao, là một giáo dục trên cả giáo dục của thế gian. Vì sao? Vì giáo dục Phật Pháp để phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, để chuyển ác làm lành, thì con người này sẽ là con người hữu ích cho xã hội. Đúng không? Hữu ích cho xã hội. Cho nên thành ra là giáo sư Phương Đông Mỹ, là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, giảng về triết học ngoài đời, ông ta mới nói rằng là triết học Phật giáo là một triết học đỉnh cao của tất cả triết học. Và tu học Phật Pháp là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Đúng thiệt, hôm nay quý vị vô thấy là phải sự hưởng thụ không ạ? Hưởng thụ rõ ràng, rất an lạc. Nhưng phải đi cho đúng đường ạ. Quý vị biết không? Ở hải ngoại mà tìm được cái lượng người ngồi gần kính 1.400 ghế này không phải là dễ. Hình như là cũng là lần đầu tiên số người đông nhất ở tại San Jose tổ chức cái pháp hội không ạ? Và cũng là một cái pháp hội mà các vị trong ban tổ chức chiều hôm nay sẽ ra trình diện cho quý vị, là với số lượng để phục vụ được gần 1.400 này là 50-60 người. Để chiều hôm nay quý vị sẽ thấy xếp hàng ngàn đứng để phục vụ cho quý vị. Không biết Bồ Tát Quan Âm chuyển họ đến làm sao. Ngộ thì khác. Mình mà được ngồi tại đây để mà nghe thuyết pháp trong máy lạnh, có ghế, một hoàn cảnh, thì bao nhiêu người ở tại nhà chúng tôi 20-30 người mồ hôi mồ kê đứng ở bên ngoài trời nóng để xào nấu cho mình một hộp cơm. Nếu Bồ Tát Quan Âm không gia trì cho những người này thì họ làm sao được? Làm không công mà, làm đâu có trả lương. Chúng tôi hỏi lấy lương không? Ông nói no, không lấy lương. Ông ngõ hàng, ngõ hàng. Như vậy là mình sẽ làm cho mọi người miễn phí, làm cho mọi người không tính toán, thì Bồ Tát Quan Âm sẽ sai những người đó xuống giúp cho mình không tính toán. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thank you.
hay lắm. Chúng tôi tin tưởng điều này. Chúng tôi tin tưởng điều này. Lắng nghe nghe, chỗ này là đang cảm xúc cao độ lắm. Khó tìm cái cảm giác này lắm á. Trong đời mà qua bên đây để tổ chức lễ viếng Quan Âm lạy 500 danh hiệu là trước ngày 19 tháng 2 năm 2015 này. Trước dự trù trước 3 tháng đến lễ viếng xong một cái là lên đường liền. Và trước khi đi muốn đi cho an toàn, máy bay không bị rớt, thì phải phóng sanh tại chùa Linh Phước Hậu Giang của Thượng tọa Thiện Kim. Thượng tọa nói: thầy Giác Nhàn, tôi muốn qua bên này để dự với thầy một cái lễ viếng Quan Âm ở hải ngoại. Tôi quá tha thiết, tôi quá tha thiết. Thầy làm sao giúp cho tôi đi được? Kêu Giác Nhàn bó tay chấm con, không giúp được. Ông kêu rồi cuối cùng có cái cô Diệu Ngọc Thành này nè, không biết làm sao đó, cô nhờ em của cổ đó để làm cái gì, làm giấy tờ cho thầy được xong hết rồi. Trời ơi, ông kia ông mừng quá, ngày đêm ông ngủ không được, chuẩn bị được đi Mỹ rồi, quá trời sung sướng rồi nghe, chuẩn bị sắp xếp xong hết. Vài bữa đi phỏng vấn trễ, Mỹ nó đuổi về. Trời ơi, từ Việt Nam mà một thượng tọa giấy tờ xong xuôi hết, chỉ chờ giờ phỏng vấn trễ, nó kêu thầy đi trễ cho thầy về, lấy lại ngày để phỏng vấn đi tham dự Vu Lan chiều chủ nhật 23 tháng 8. Không bỏ cuộc, không bỏ cuộc, quyết tâm đi cho tới Mỹ. Thầy Giác Nhàn, thầy Giác Nhàn mới nói là thượng tọa này là quý Giác Nhàn lắm, một cái chùa nghèo ở dưới quê á, mà mỗi lần xuống tổ chức là ông lo cái chùa ton rách nát, mà ông lo cái pháp tòa của thầy nó đẹp bông hoa. Ông kêu thầy thích bông hoa, tôi phải trưng bông hoa dưới cây, dưới đất, dưới gốc, chỗ nào cũng có hoa tươi. Trời ơi, ông này ông làm mình cảm động quá rồi. Mà lại chùa đó được phóng sanh 3 lần, vì có hoa đẹp cho nên khoái xuống, và chùa nghèo cho nên thích đi. Dạ, ông chân tình quá, ông chân tình quá đó. Ông chân tình quá cho nên đi. Mà muốn qua đây lại mà qua không được, phải thiếu duyên không? Thì thầy kia bây giờ phải niệm Quan Âm cho nhiều để Quan Âm đưa đi. Quý vị thấy không? Như vậy hôm nay quý vị đến đây phải là một nhân viên thù thắng không? Thù thắng. Pháp hội vua viếng Quan Âm năm nay mà chúng tôi phải sắp xếp thời gian tương đối khá lâu, để đến ngày hôm nay nó hình thành một cái thảm để mình để chân xuống nó êm êm. Nhưng chút nữa lạy mà lỡ nó rướm máu, nó chảy đầu gối á, cho nó chảy luôn. Hiểu không? Cho ai tu có một chút xíu chảy mà lại sợ đau. Lâu lâu mới chảy một chút mà. Vài bữa ngáp ngáp biết nó đau cỡ nào. Nó rã rời từng khớp xương, từng miếng thịt, nó rã rời. Thôi bây giờ tập rã trước đi. Lạy nó bãi quải về đi xà bay, thế nào ngày mai cũng có người đi hai hàng. Không có lạy quen, không có lạy quen là thế thôi. Chấp nhận cực khổ, chấp nhận mọi cái điều khổ cực đến với mình. Quý vị biết có những vị mà chúng tôi qua tại nơi gì? Phổ Đà Sơn, một cái đảo nằm ở ngoài biển. Lắng nghe nè nghe. Chắc chúng tôi giảng cái khúc này, chắc mấy chú còn nhớ cái khúc phim đó ghép vô đây. Cô ta từ dưới chân núi, trong cái đảo đó nó có cái đồi và tượng Quan Âm được đặt bên trên cao. Cô lạy Tam Bộ Nhất Bái. Nhớ là cái áo ấm của cổ nóng quá, cổ cởi áo ấm ra, cổ cột vô trong thắt ngang lưng, cổ lạy dưới đất, dưới cát, từ dưới chân núi, trong đảo Phổ Đà Sơn, lên tới Đức Quan Âm Bồ Tát. Mà chúng tôi đi bên cạnh, chúng tôi cảm động chịu không nổi. Lên tới nơi để cổ lạy Quan Âm Bồ Tát, cô trả cái ơn Bồ Tát Quan Âm đã cứu con. Hình ảnh này
nằm trong đầu. Hôm nay không sắp xếp trước mà tự nhiên nó nhớ cái hình ảnh của cô ta. Cô này người Trung Quốc mà cô lạy, chúng tôi nghĩ chắc cũng là khá xa đó, khá xa lắm. Mà lạy cái lúc mà nó chưa phải là đường xi măng á, thì sỏi đá cát cống vô trong chân. Cô lên tới nơi cô lạy xong rồi, cô gặp Bồ Tát Quan Âm ở ngay Phổ Đà Sơn rồi đó. Cô ngồi cô săn cái quần lên, cô gỡ từng viên sạn trong đó, rướm máu trên đồ gối. Con người này làm chúng tôi xúc động chịu nổi. Hôm nay mình có cái thảm này, nó êm này, mà mình lạy, mình cứ ôi da ơi, ôi cha ơi, ôi mẹ ơi, ôi ba ơi, ôi má ơi. Ôi trời ơi, rồi cuối cùng ôi Phật ơi, con chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi thì nằm đó, thà la lết nằm tại chỗ. Có khi nào dám hy sinh với Bồ Tát, với Phật không? Có khi nào dám trong đêm khuya thức dậy âm thầm niệm người cha lành, người mẹ hiền mình không? Dám không? Vậy chứ mà đôi khi thức khuya dậy sớm vì những chuyện khác được. Chuyện gì không biết, tự quý vị hiểu. Vì đồng tiền miếng cơm manh áo, vì cuộc sống giả tạm, 100 năm kiếp phù sinh là mấy. Khi ngủ rồi, khi chết rồi, có thấy gì không? Thấy. Nghiệp thiện và nghiệp ác sẽ theo chúng ta, đúng không? Đúng không? Kiếp phù sinh có thấy gì không? Hỏi các bạn xem. Vậy mà dám hy sinh đầu tối mặt tắt. Có những người đi làm 3-4 giờ sáng, hy sinh cho cuộc sống, rồi phải hai bàn tay trắng, trắng tay để lại hết cho cuộc đời. May thay mẹ chúng tôi, bà đã gì buông gánh nặng của trần gian xuống 20 năm nay, rồi một ngày hôm nay mới được Phật rước về cõi tình. Cái gì nó cũng có giá hết, thị trường cũng phải có giá, gọi là giá cả thị trường. Nghe giá cả thị trường chưa? Hôm nay quý vị vô đây là cũng phải đánh đổi lắm à. Phải đánh đổi á. Con nhắc trên đầu mình đi làm xẹt 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 vũ neo biết không? Hay là đi tu, vô hãng làm để kiếm mấy đồng xu, hay là đi tu? Nó cứ phân vân. Tư tưởng nào mạnh thì tư tưởng đó thắng, đúng không? Quyết buông xuống, một năm mới có một lần tới nhìn ông thầy nhàn thứ sao, coi ông thử nhân ra thế nào đây. Rồi quyết tâm lên đường khăn gói, phải chuẩn bị 1 tháng 3 tháng, có nhiều người chuẩn bị nhanh nhất là 1 tuần, phải không? Đó là đến đây nè, đó là đến đây là chỗ trong cõi ta bà, cùng địa điểm trong khoảng không gian thời gian ngắn này. Còn muốn về đến Tây Phương Cực Lạc có phải chuẩn bị không? Có chuẩn bị không? Chuẩn bị chưa? Có gì nói yếu xìu vậy? Có chuẩn bị đầy đủ rồi thì muốn đi lúc nào Phật xuống rước lúc đó. Có ai chuẩn bị đầy đủ chưa? Quý vị no thầy cũng no luôn chưa? Chưa đầy đủ nhưng không biết đi lúc nào, đây mới là đau thương nè. Chưa biết đi lúc nào mà trong khi đó là chưa đầy đủ, mà chưa đầy đủ mà không chịu làm cho nó đầy đủ những cái mang đi được, mà lại cấm đầu cấm cổ để làm cho nó đầy đủ những cái mang đi không được. Chuyện này phải có lại. Hiểu chưa?
Hình như nghe đắc ý sao gọi vỏ đỏ hai cái bàn tay luôn đó. Cái chưa đầy đủ để mang đi được về cõi tình là Tây Phương Tịnh Độ không chịu làm, làm hờ ơ, làm thờ ơ, làm hời hợt, không dành thời gian đầu tư mà làm cái chuyện này nó không tốn kém, nó không hao hơi mệt sức, giống như vô trong hãng đâu quý vị ạ. Ở tại nhà rất là sung sướng an vui, sáng tụng 48 lời nguyện giống như hôm nay tụng nè, rồi bên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Coi chừng những người này tối hôm nay 11 giờ, 9 giờ, 10 giờ về, sáng ngày mai nghe lại âm vang này còn trong tâm, lò mò thức dậy 2 giờ, qua hôm sau 4 giờ, qua hôm sau 8 giờ. Biết gì không? Cái năng lượng bắt đầu nó giảm lần để nó hòa vào trong cõi trầm, gọi là hòa quang đồng trầm. Cái ánh quang minh của Phật, cái năng lượng từ trường này mất. Thì đòi hỏi phải làm sao? Leo lên trang web vô lượng thọ.vn, tiếp tục nghe ông giảng để ông bơm vô tiếp, bơm vô. Thầy cũng rứa thôi, hàng ngày thầy cũng phải nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, thầy mới có cái năng lượng trong người chứ. Quan trọng đó mấy ngàn, ngồi nghe Pháp nó khai trí, nó đi vào định, nó khắc khởi tính tâm. Hay lắm, hay lắm á. Thời gian ở đây không bao lâu, cho nên chúng tôi nếu mà tụng kinh nhiều mất thời gian á, thì không có, quý vị không thể thể ngộ ra những cái đạo lý này. Cho nên chúng tôi chỉ làm những nghi thức đơn giản để quý vị về, quý vị ở nhà quý vị tụng, mà mình phải ngồi nghe giảng như vậy. Quý vị đồng ý chúng tôi chuyện này không ạ? Lắng nghe nha, nói một chọc nó đi vào định xong, chút nữa mình lại ráo hết cho coi, lại hết cho coi. Nhưng mà nhớ người nào mà lỡ máu huyết cao, lại chống mặt chịu không nổi mà ráng quá, nó ngã lăn xuống đó là nai quanh quanh nó tới, cái nó hú kèn sùm mệt lắm á nha. Thì mình phải làm sao? Mình phải tùy theo sức mình nha, nhưng mà phải ráng nha, ráng nguyện Quan Âm Bồ Tát. Lắng nghe nè. Ai niệm Quan Âm, đảnh lễ danh hiệu Quan Âm, có được 14 món vô ý thí của Đức Quan Âm gửi cho mình. Vô là không, ý là sợ, thí là cho. Bồ Tát Quan Âm cho người đó 14 món không sợ hãi. 14 món đó nằm trong danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Ngài tu vô lượng kiếp mới được 14 món vô ý này. Hôm nay Ngài hồi hướng trong danh hiệu của Ngài, mình niệm được danh hiệu của Ngài, mình lạy danh hiệu của Ngài, thì mình hưởng được năng lượng của 14 món vô ý đó. Nếu mình tu trải thời gian lâu lắm. Nhưng mà hôm nay không phải mình lạy xong 500 danh hiệu này là đủ 14 món vô ý này là thành tựu luôn đâu, mà mình phải tiếp tục lạy nữa, gieo duyên với Ngài nữa, gieo duyên tiếp nữa, chứ không phải lạy hôm nay mới là đủ không, mới là đủ luôn. Nhớ nha. Ngài cho mình cái món không sợ hãi là gì? Không sợ mất tiền, không sợ mất nhà, không sợ mất của, không sợ mất vợ, không sợ mất con, không sợ mất chồng, không sợ mất thân mạng này luôn. Quý vị biết cái sợ nó hãi hùng lắm á ngàn. Cái sợ nó hãi hùng lắm á. Khi cái sợ này nó đến với mình rồi á, có nhiều người á phải chết đứng tại chỗ. Nghe từ Hải không? Truyện Kiều cái từ Hải phải không? Chết đứng tại chỗ, ức vì sợ mất cái này cái nọ cái kia, cho nên chết đứng tại chỗ. Vì vậy quý vị phải hiểu rằng là cái sợ này á, nó kinh hoàng nhất là lúc sợ mất thân thể này. Mất vợ kiếm vợ lại được ha? Mất vợ này kiếm vợ khác bữa nay là bình thường. Mất chồng kiếm chồng được, mất tiền kiếm tiền được, mất cái thân này khó kiếm lại, thì nó sợ kinh hồn khiếp vía. Niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm, cái sợ này nó tan biến trong hư không.
có một cô, không biết làm sao trong đêm giấc mộng vừa sụp tối xuống là có một anh chàng thanh niên ngồi ở bên cạnh giường. Và cổ đi tất cả các thầy đeo chú, uống bùa, uống tùm lum tùm la hết trơn, cũng không hết. Không chữa đúng gốc, không chữa đúng bệnh. Làm sao? Làm từ trong tư tưởng này sợ thì phải lấy cái pháp để chuyển hóa tư tưởng. Chứ còn hình tướng bên ngoài uống bùa rồi đeo chú đồ này nọ, đó là hình thức, không giải quyết được. Bây giờ cái pháp trong tư tưởng nó bị dính mắc thì phải lấy cái pháp của Phật để chuyển hóa nó. Đúng không? Cuối cùng cô lên có gặp chúng tôi. Cô nó gọi là đi gọi là cùng đường mạt lộ rồi, lên tỉnh Thất Quan Âm, nghe tỉnh Thất Quan Âm nó linh lắm. Cô gặp chúng tôi. Rồi chúng tôi mới nói ra cho cổ là nếu trong tâm cô mà niệm Phật, niệm Quan Âm thì Quan Âm Phật sẽ đến bên cạnh cô. Còn trong tâm cô dính cái sợ, và đây là oan gia đời trước cũng như đời này, người ta theo cô thì cô sợ nó càng theo, không giải quyết nổi nó. Thì bây giờ cô thành tâm niệm Quan Âm. Đức Quan Âm Bồ Tát có một cái năng lực là hàng tà ma trừ yêu quái. Thì Đức Quan Âm Bồ Tát có năng lực trừ yêu quái, với điều kiện mình phải niệm cho có định lực, mà phải nhất tâm mà niệm. Cô tin liền. Cô kêu trời ơi, sao con không lên gặp thầy sớm, con gặp thầy trễ quá. Mà mỗi lần sụp tối xuống là con không dám ngủ, mà hỏi bắt đầu nằm mơ xuống ngủ là thấy một người anh thanh niên tới cả đè người cứng ngắc, không nhúc nhích được. Thì cô về bắt đầu cô làm. Thầy nói là hàng ngày phải niệm, để đến lúc tối đó mình mới đủ sức mình niệm. Mà một ngày nếu chưa được thì niệm nhiều ngày, đừng bỏ cuộc. Cô làm 3 tuần lễ biến mất, ngủ ngon. Cô lên cô kêu trời, con cảm ơn thầy, nhờ thầy chỉ cho con một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm quá đơn giản mà con không còn sợ nữa. Con không còn sợ nữa. Bây giờ trong lòng con đi đâu cũng thấy thoải mái. Lúc trước là buổi chiều sụp xuống là con sợ, mà sợ bắn người tốt mồ hôi hột. Vậy mà bây giờ con không sợ nữa. Nhớ nha. Bình thường quý vị ngồi như vậy thấy bình thường nha. Nhưng nếu đụng chuyện một cái đó mà kêu không sợ mới là khó. Phải không? Đang ngồi cả nghe điện thoại reng lên. Ông xã của chị bị accident, chết queo tại chỗ. Lúc này tinh thần bắn loạn, và mình sợ hãi. Mà đã là sợ hãi thì đầu óc tối tăm, không giải quyết được gì. Đúng không? Nó rối như tơ vò. Thì lúc đó kêu quý vị để niệm, coi chừng niệm không nổi. Cái sức mà sợ đó nó mạnh hơn cái sức niệm. Vì hàng ngày không có huân tập cái sức niệm Quan Âm Bồ Tát, cho nên cái sức niệm nó yếu ớt, hời hợt quá đi. Thì cái sức sợ nó mạnh hơn thì không nhớ. Dẫu cho nhớ là miệng niệm mà tâm vẫn sợ. Lâu ngày lắm nó mới tạo thành sức định để nó chuyển cái sợ đó. Còn nếu hiện tại có lại Quan Âm, có gieo duyên với Quan Âm Bồ Tát, có niệm Quan Âm Bồ Tát, thì cái lúc sợ đó nó dấy khởi lên, cái câu niệm của mình đang căng sức với nó, căng sức với cái sợ đó. Rồi nhờ sức của Quan Âm gia trì, cái sợ này biến mất. Con người vẫn bình tĩnh, thản nhiên, an nhiên, tự tại.